nhỏ ở nhà chồng đó các bạn, giữa lòng Sài Gòn luôn á, đang ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà nho nó ra như vậy. Nó đầm chín nè. Chín rồi. Chín ở ngọt bộ. Ngọt, ngọt thơm lắm. Ngọt thơm hậu có hậu. Ngon không bộ? Ngọt có thơm cái hậu luôn nè. Ừ. Ngon. Cái này không có thời gian lên vô phần. Bông nó chừng. Ừ. Ngon ngon quá. Ừ. Mấy trái đen ăn ngon ghê. Thơm mà ngọt. Gì vậy à? Phá à? Ai? May mắn hả? May mắn hả? Hai con luôn. Ờ lụ mẹ cà nữa, nó ăn, nó chim mới gặm ăn rồi. Anh tính Thái ăn mới gặm ăn trước rồi. Không có trái nào chín hả? Thái xuống hết hả? Đây cà nhỏ hơn hả? Bị ăn đâu ngon đâu, cà này ăn mới ngon nè. Đây, sáng sớm thu hoạch được như đây nha các bạn. Đó. Rồi, tưới nước. Đó. Một buổi sáng. Cho các bạn coi ớt nè, ớt quá chừng. Ớt này mới ngon nè. Đó, ra trái xâm xê luôn. Cà thì ra xâm xê. Cà ra nhiều lắm. Này. Cà ăn không hết. Đây. Sáng sớm hai chồng lên vườn rau. Ở giữa Sài Gòn này mà có một cái vườn rau như vậy nó cũng an nhàn. Mình cũng không có lo. Mỗi ngày lên thu hoạch nó cái cắt đi nó lớn lên lợi, cắt đi nó lớn lên lợi. À hôm nay chú bị mất ngủ không? Năm mới chú con phát tài nha. Gói thuốc để đây mà nó mưa nó cũng thấm như. Ủa em gói thuốc để đây sao mưa thấm vô hư vậy? Mẹ nó hư mẹ hết trơn. Mấy người dậy sớm là mấy người lo cài á con, chứ phải thành công đâu con. Còn mấy người mà ngủ mà ngủ dậy trễ là mấy người làm chủ. Đây. Đây là cà nha các bạn. Đây, cà. Cà nó ra trái nhiều lắm. Đây là cốc nữa.
Đó. Dậy sớm để đi cài chứ không phải dậy sớm để thành công đâu. Đây cài chín nè. Thấy không? Quá chừng. Ăn không hết. Có hai vợ chồng mà. Chồng nó lên trái thì ăn đâu hết đâu. Trái sum sơ vậy, ăn đâu hết. Vườn nho hả? Ok, có vườn nho luôn con. Vườn nho ra trái rồi, ra đùm. Đây. Nho đây. Đây. Đó, nho. Cái nữa nè. Đó. Nho ra trái cũng nhiều lắm. Ừ. Nhớ ra chùm như nè. Đấy á, thấy không? Ra đầm giữa Sài Gòn. Giữa Sài Gòn mà trồng được nho là cũng gọi là cao thủ nha. Ở Sài Gòn là mình trồng nho là cũng về cầu thủ. Có dâu nữa. Có nho, có dâu, có cây cảnh, có đầy đủ hết á. Không có thiếu gì hết. Đây có bông nữa nè. Bông hồng. Nho nhiều lắm, nho trái nhiều lắm. Thấy không? Đầm nè. Đó. Đó. Chào Mỹ Hạnh Đỗ nha, cảm ơn con nha. Đây nho đây. Trường rau này à, hai chồng ăn không hết. Đây lan đột biến đây. Hello 71. Xin chào 71 nha, 71 chào 71 nha. Nhà nuôi con chó nè. Đây. Con. Trên này có nuôi cá nữa. Thu hoạch. Nói chung trên này càng cản cũng nhiều lắm. Ổi chứ rồi này nọ khới. Cóc xoài đầy đủ hết. Có cây tắc không? Ổi ra trái nè. Khới nè. Khới bự không? Đó, mình trái khới. Cái này khế ngọt cho anh ăn. Có sao. Ở qua. Chơi ghi. Ăn nhàn khỏi bon chen. Đây, sáng sớm hai chồng lên thu hoạch đây. Ăn đâu hết đâu. Trên Sài Gòn khi nóng chắc trồng được nho chú hen. Trên Bảo Lộc lạnh con trồng nho không có trái chú à. Lý do tại sao không có trái? Wow. Đây ăn hết không các bạn? Đâu hết không? Lộc ở Đà Lạt á, kế bên Đà Lạt. Chợ Đức Trọng á. Nóng mà. Nóng đâu nóng lạnh ngắt. Chứ Đà Lạt mới nóng thôi chứ mấy dưới thì có nóng đâu.
lạnh lạnh. Đây hai cái cạn. Xin chào Bảo Ban nha. Ăn này có vitamin C nha các bạn. Cây nhà trồng á không có thuốc, cho nên mình ăn mình không có sợ. Còn trái cây mua ở ngoài á, dâu có luôn nha con, dâu có trái quá chừng, có chồng dâu luôn, chồng dâu cho con gái chú ăn, chú lên Thái ăn hoài. Mình trồng nhà mình ăn mình hỏi phải rửa. Còn trái cây mà hay là rau ở ngoài mua về là phải rửa sạch sẽ, tại vì thuốc không à. Thuốc tăng trưởng. Ổng cũng lên tưới cây buổi sáng nè. Dâu đây. Cây dâu nè, đang ra bông ra trái nè. Ra trái nhỏ nè, dâu nè. Ủa dâu hết trái hả em? Ăn hết hả? Cây dâu. Đó, một vàng dâu của bả nè. Chèn dâu. Mấy cây mai này chặt bỏ hết đi em ơi. Mấy mai cũ kìa, ra không có đẹp, bông nó không có đẹp. Cà là cả đống. Cốc ổi, cốc đây. Hái hết luôn hả? Quá chừng nó chín luôn. Chín nhiều lắm. Đây, 1 2 Cà mà dầm chín tố. Sáng thu hoạch. Đó. Mình không hái á, nó rụng hết à. Không hái lên nó rụng hết, nó héo. Nè, chim ăn nè, thấy không? Đó. Chim ăn. Trên đây chim cũng nhiều lắm. Chín là phải lo tranh thủ hái. Hái xuống bỏ tủ lạnh, ăn từ từ cũng được. Càng cua trên đây là cả đống luôn á. Chim nó ăn em ơi. Ừ, chim nó ăn quá chừng. Chim nó ăn á. Ừ. Thế là ăn bỏ vô chậu cây đi để cho nó lên. Tôi quăng đại trong gốc cây nào tự động nó lên lấy chồng tiếp. Lên không? Đây. Dâu á. Đây. Cây mai đi nó dễ lên hơn. Nó cho vừa. Đây. Nè bỏ vô đây.
Vô trong đó gì vậy? Có chuột không? Cái cốc nè bạn. Lý do là tại vì mình không có trồng được nhiều là tại vì trên nóc ton. Đó, ton. Cho nên là muốn trồng nhiều trồng cũng khó khăn. Hơi khó cho mình, hơi cực cho mình. Rau củ quả là trên đây cả đống. Ở trên mà có chỗ chắc chú trồng thêm dừa sim xanh lùng. Không con, chắc dừa cũng trồng đó. Đây, sáng sớm lên hái cà. Hái nho ăn. Trái ăn ngon à. Bắp cái trái mà anh. Bắp cái trái không? Thì trái quá trời nè, mấy cây nè, trái nè, ra nè, đây nè. Chưa phong vô khoăn nữa, vô khoăn đây nè. Ra này cũng lên số trái. Vừa ra mà sáng sớm là tắm nắng nè. Hái cà, hái trái cây ăn. Tập thể dục đi. Thể dục đi. Ngoài nắng sáng này tốt lắm. Cà, cà bi. Cà bi ăn được không? Không được. Ừ. Cà bi ăn ngon không bọn? Ngon. Cà tốt với tim mạch. Thế à? Này, 200 già. Giờ đang xớ đất làm đó. Đất trồng cả năm rồi, vừa mới làm đất lại để cho nó màu mỡ chứ để đất thì trồng cũng được nhưng mà trái nó được to. Cà tính ra ăn ngon. Cà mấy trái xanh ăn đâu được đâu. Xanh ăn được, xanh ăn độc lắm, đừng ăn nha. Ăn có một trái à. Mà nó ngon. Nó có đủ chất không? Cà xanh ăn độc lắm. Cà lại lan tay á. Tại sao? Lan tay mà tay mà có rễ, mọc củ mà mọc rễ ăn là cực độc luôn. Ủa, em cho mấy cây bí này em bò lên cây mai này là làm sao mà giờ lên được? Ở thôi chứ em có chưa chơi bò, thì cũng nhổ hết chứ không có trồng đâu. Nhổ hết khu đó rồi bãi hết mà. Lên tắm nắng buổi sáng nè. Cũng ok ha. Cái nhỏ mà hả? Rồi không có chồng, không có nuôi cá chê. Cá chê mà nhậu gì? Lóc sống được mà, mấy anh kia nuôi cá lóc sống lên đẹp. Hôm qua gần nay ra quá chừng nha. Ủa mấy cái đu đủ mà ở đây không có cột hay làm gió nó rớt xuống nhà người ta đó. Cái tụi nó lên cột lên. Thấy cái mai không tấp lại hả?
Vườn nay sơ sát rồi, nho rụng hết trơn rồi. Nho đây sao rụng hết trơn à? Trời đủ mẹ ăn hả? Đang chùm này xong cột lại chùm đây. Đang ra mới ra nè. Mất đi du lịch rồi, u má cái bỏ nó nhà không biết sao luôn. Này nho nè, trái nè. Đi phụ cậu không biết sao. Ngồi chán à. Ngon nha. Bán nhà mẹ nhà Sài Gòn về quê mua nhà dưới quê xây nhà trồng rau nuôi cá đi chi cho cực chứ nghĩ sẽ hơi á. Về lại quê trồng rau nuôi cá cho nó an toàn. Ra vô 2 kỷ già buồn chết. 2 kỷ già ra vô thôi, dòm nhau thôi. Má ngày xưa còn trẻ giờ thấy xây qua xây lại thấy già háp. Đúng là thời gian không dừng là đợi ai thôi. Thời gian qua nhanh quá. Mấy chục năm. Rồi. Chưa cho nhỏ lên cột mấy cây đu đủ rồi. Hạ cho đu đủ xuống đưa mấy mai lên bên đó còn cây mai mà. Không phải lên hướng dẫn nó mới được. Không để vô phá đi. Rồi còn có mình nó hả? Nó lên cho nổi. Tiền. Nổi đâu? Sao? Con là đó chi con? Cái nắng hả? Nắng. Nho này nó đâu chín đều đâu, cái chín cái xanh nè. Chín đều rồi nó thuốc rồi, nó thịt thuốc nó chín đều rồi. Nho nó trồng á, phun thuốc á chín đều trái, chứ nho làm sao mà chín mà cũng bấm đều trái. Trái nho quá trình, ăn là lựa. Mình trồng mình mới biết rồi, nho làm sao mà chín cũng bấm trái được. Cái đen cái xanh. Xin chào, hello. Sáng sớm mình lên tắm nắng nè. Ăn trái cây, ăn cà. Nơi vườn rau nó sơ sát à. Bỏ vài ngày nó sơ sát. Không chăm bón. Đây oxin đây. Ừ, oxy nó ấm á. Ông mướn tiền kiếm hết chứ nước Việt Nam không có oxy nào như tôi đâu. Oxy nó. Có bắp không? Bắp ra chưa? Có, cái này bắp cái bông đó, trái bắp. Dưới á. Bắp đây. Trồng cho chơi, trồng thử thôi, nhà nó ra trái. Trồng quá chừng mà trồng cho chơi. Bắp đây, bắp ra trái nè. Đó. Bắp này ra chắc trái không hạt không nhiều đâu. Khế ra bông nhiều quá vậy ta. Gì? Khế ra bông nhiều dữ vậy. Ừ, khế đợt này ra trái chắc sai à. Này, bông quá chừng luôn. Ra nào cả trăm trái nhiều lắm. Trời khế ra bông rồi. Bông khế. Đó. Trái nha. Khế này khế ngọt nha. Mẹ em ăn hết rồi em. Ừ.
bắp nè, tắc nè, quất nè, cóc nè. Ốc đây, ớt đây, nhà ăn không hết nó héo nè, nè ăn không hết, ăn không kịp nó héo nè. Đó. Ông cây nè, mấy cây hằng ngò nè. Mấy cây này không có tưới nó héo rồi. Nó ăn không kịp á, ăn không kịp nó héo à. Trà Dũng Nguyễn nha, cả ớt nè, ớt nở khiểm nè. Đó. Salad nè. Đó. Oxin nè. Ôi, oxin. Đậu nè. Đậu bắp đâu hết rồi. Có trái không? Hai chả ăn coi. Ừ, hai mấy trái nhỏ nhỏ. Đây già nè. Ăn đậu bắp không? Cây ra trái quá chừng nè. Bông nè. Cây cái gì vậy? Bí hả? Bí ngồi hay gì kia là bí nó mọc trên dây, còn này bí này nó mọc cây. Ra quá chừng trái luôn. Ủa đậu bắp đâu thấy đâu có một cây à? Thì nguyên giả dưới đất vậy ba ơi. Mà nó không ra trái, trái bự không? Trái nhỏ nhỏ đó, ăn được đó. Cái này ăn được nè. Lên đây là thích cái gì ăn đó, hỏi rửa không ngừng rửa cái gì có quá chừng lính đã tình vô nữa nè, Khánh nó vô rồi. Ớt bự nè, ớt sừng trâu. Ớt này cài xé lửa. Đây, người làm. Mặt ông vợ người làm. Tối cho ngủ chung. Rồi khỏe khỏe quất cái. Éo được quất chung nữa. Tôi nói cho nhục quá. Bí à. Anh đạo lên cái ấm nước. Ớt à. Mai nè, vườn mai đây. Cà ra trái quá chừng ăn không kịp. Đó. Không ăn kịp, chim nó ăn nè ha. Đó. Chim nó ăn giờ tấm mình ăn nè. Xíu xuống hả? Cà cà nhỏ nè. Đó. Cà nàng mới ngon nè. Cà phê. Cái này thầy mập lắm con. Cho các bạn coi nho. Nho. Đây. Đó. Nho trái ra đùm đùm à.
Nho nó có quanh năm luôn con. Nho có quanh năm luôn. Nào, chín nè. À, ăn ngọt lắm. Nho này bả mua nho gì mà ăn ngọt ngay à. Ngọt mà nó thơm. Ngon không? Quên đi con. Quên. Đầy đủ á. Làm đi thuốc á. Nãy đi thuốc quăng đầu quên mất tiêu rồi. Trên đây là cây gì cũng có đó, đinh lăng, cây ngâm rượu đồ có hết đó. Thầy mày không có chơi lan đâu, lan cái học trò nó tặng á, lan học trò nó tặng cho nên trồng tới giờ. Tính ra cà bi nặng ngon nè. Rồi. Biết chơi gì không? Chanh dây có luôn nha con. Chanh dây có nè. Dâu có. Cà tím, cà pháo có. Thiếu cây sung. Anh tìm cái sum đấy hả?